may mắn người đi bộ đã chạy thoát đúng lúc, nếu không thì toang rồi. Người đi xe đạp mạo hiểm đi sau chiếc xe tải, như vậy là bị khuất tầm nhìn của tài xế rồi đó. Có lẽ vì thời tiết xấu nên chiếc xe bị mất lái. Rất may là không có hậu quả thảm khốc nào xảy ra. Người đi xe đạp sang đường như đây là đường nhà anh ta làm vậy. Chủ video đã bị một chiếc xe con đi không đúng làn đường va phải, làm mất chiếc gương. Chiếc xe chạy nhanh khi có một chiếc xe ngựa đang băng qua đường. May mắn là tài xế đã xử lý kịp thời. Chiếc xe này vượt một chiếc xe khác mà không chịu quan sát phía sau. Làm ơn hãy chú ý trước khi qua đường. Anh chàng đã chắp tay cảm ơn tài xế vì đã kịp thời đạp phanh đúng lúc. Ở đoạn cua mà chẳng có tài xế nào chịu giảm tốc độ, hên là không có va chạm nào xảy ra. Chắc trong xe là một nữ tài xế quá, chứ thay đổi xoành xoạch thế này ai mà đỡ cho kịp. Chiếc xe đột ngột dừng lại, nhưng chủ video đã giữ khoảng cách an toàn. Ai biết anh ấy đang cố làm điều gì không? Hãy comment bên dưới chia sẻ cho chúng tôi cùng biết với nhé! Đèn đỏ nhưng chiếc xe không dừng lại nhường cho người đi bộ mà lại đi thẳng luôn. Hên là người đi bộ đã kịp thời nhảy né tránh. Chiếc taxi bị mất kiểm soát trong một giây khiến người đi xe máy hoảng hốt. Thật may mắn, phanh vẫn còn ngon nên mới tránh được cú va chạm này. Chạy trên đường cao tốc mà chiếc xe bỗng nhiên giảm tốc độ khiến tài xế phía sau xử lý không kịp. Hai người đàn ông sang đường một cách bất chợt khiến tài xế ô tô đỏ phải dậm phanh cháy máy. Hãy chú ý quan sát khi sang đường chứ, qua ào ào như vậy, ai mà xử lý cho kịp. Chiếc xe trắng đã lăn vào khoảng trống giữa hai chiếc xe trước. Đường rộng không đi mà lại chui vô đó làm chi cho ngã chổng quèo vậy. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.